Hello, xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn mọi người cách tải cái game là Blend Zombie 2 về trên máy tính để mọi người thể chơi nhé. Thì để có thể tải được cái game là Blend Zombie 2 về trên máy tính thì chúng ta cần phải sử dụng một cái giả lập Android. Thì đây mình sẽ sử dụng cái giả lập là LDPlayer. Thì uh, link tải mình để bên dưới nhé. Thì mọi người kích vào link ấy thì nó sẽ ra cái trang chủ của LD này. Link mình để bên dưới mục mô tả video nhé. Đây bây giờ mình sẽ tải này, kích vào đây. Thì sau khi tải xong ấy thì mọi người sẽ kích chuột vào đây cài đặt luôn này Hoặc là nó sẽ ở trong cái mục download này này Đó thì mọi người kích vào để tải nhá Kích vào Z này Thế đến mọi người sẽ chọn cho mình cái mục là cài đặt nhanh nhé. Hoặc là tùy chỉnh ở đây nhá Đây chỉ là chỉnh cái ấy thôi Cái đường dẫn ta cài thôi Mình để nguyên với mọi người muốn chỉnh thì chỉnh vào đây Đó vào ổ khác nhé rồi mọi người sẽ chọn cài đặt ngay mọi người muốn cài đặt cái phần mềm này thì mọi người chấp nhận nhé còn không muốn thì ấn từ chối nhé ở đây mình sẽ ấn từ chối nhé tiếp đến nó hỏi mình có cài đặt cái phần mềm là opera không thì mọi người muốn thì mọi người cài không thôi nhé ở đây thì mình cũng không cài này nói chung là nó hiện thị ra cái phần mềm nào ấy thì mọi người muốn thì mọi người ấn chấp nhận còn không thì mọi người ấn từ chối nhé Sau khi cài xong mọi người sẽ ấn cho mình chữ mục là khởi động này để mở cái giả lập lên nhé. Thì để tải game Plan uh, Zombie 2 thì mọi người sẽ vào cho mình cái mục là System App này. Chọn cho mình cái mục là Set Play này. Và mọi người sẽ đăng nhập cho mình cái tài khoản Google của mọi người nhé. Anh em nào mà chưa có tài khoản Google thì có, có thể tạo nhé. Còn chưa biết tạo thì mình cũng có làm cái video hướng dẫn mọi người rồi. Link video mình để bên dưới nhé và mọi người sẽ tìm cái game là Plan đây Plan Zombie đây Plan Zombie 2 vào nhé đây và ấn chữ cài đặt nhé bây giờ thì mọi người sẽ chờ game tải về máy tính và tí có thể là chơi thôi nhé sau khi cài xong ấy thì mọi người tắt đi thì game nó ở ngoài này thì mọi người có thể mở chơi nhá Ok, thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tải cái game là Plan Zombie 2 về trên máy tính hay là laptop để mọi người có thể chơi nhé thì mọi người sẽ dùng chuột để chơi thôi nhé đây này dùng chuột chơi này mọi người là có tài khoản thì đăng nhập vào nhé để chơi nhé hình như là đăng nhập tài khoản của mình vào chơi được đó nếu mọi người có tài khoản nhé ok oh, mọi người muốn phóng to thì ấn F11 nhé đây à, F1 phóng to đây này ok thì như vậy là mình đã hướng dẫn xong cho mọi người cách tải cái game là Blend Zombie 2 về trên máy tính để có thể chơi thì chắc là mình sẽ kết thúc cái video tại đây mọi người xem video thấy hay thì cho mình xin nút like một nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhá. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại. Bye bye.